Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách cả làm AdRock nhận được 500 đồng token Dung Hunter. Một số thông tin về đồng token này, số tổng cung phát hành của nó là 10 tỷ, đã có 10.558 tài khoản holder, đã phát sinh 16.083 được giao dịch nhé. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website calamadrop.net, nên truy cập website để mình để phần dưới mô tả ở đây nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng đúng copy contract nhanh ở đây. Sau đó các bạn coi sang ví của các bạn. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví của mình nhé. Ví hiệu token DGH số token 9 nhé. Các bạn tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website calamadrop.net nha. Tìm tới bước 2, nhấp vào cái link rút gọn đi để nhận token. Rồi, chương trình AdRock có sẽ kết thúc vào 13 ngày nữa nhé. Các bạn có điều kiện thì các bạn có thể bỏ cái số vốn nhỏ ra là không một BNB, bạn sẽ mua cái đồng token này, bạn sẽ nhận được 17.500 đồng này nhé. Các bạn còn làm, bạn nhập vào đồng phần này, kết nối với ví của các bạn. Bước tiếp theo phải nhấp kết nối nha. Ở đây như là chương trình Calam nó đã không cho Calam rồi nhé. Các bạn vào đây có thể bỏ ra số vốn nhỏ để mua, mình sẽ thử mua cho các bạn. Các bạn không một BNB. Sẽ nhận được 17.500 đồng token này nhé. Mình sẽ mua. Ví ra là 0.00031. Xác nhận cho mình nhé. Được, giao dịch theo đường xử lý. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website calamadrop.net nhé, và cập nhật dự án những cái phần thưởng token mới nhất trên nền mạng Binance Blockchain. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời nhé. Trên đây còn nhiều sàn khác, các bạn cũng có thể vào đây để đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách mua để nhận được 17.500 token DGH tài khoản game Hunter Gego. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.